mặt tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Đây là cổng làng của thôn Cử Chữ. Đây là một ngôi chùa. Ngôi chùa này gọi là chùa thôn Cử Chữ. Mùng 2 Tết, rất nhiều người đã đi thắp hương lễ Phật cầu may một năm mới an lành. Đây, và đây là đường thôn quê em. Một cây gạo rất to đấy ạ. Phải nói là nửa thế kỷ. Và đây chính là cụm di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Cử Chữ, được Bộ Văn hóa xếp hạng ngày 19 tháng 1 năm 1990 tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Và đây là không gian tiền sảnh cửa trước của chùa. Đây là bậc đá này. Bậc đá. Còn đây là sân hành lễ vào phía sau. Đứng dậy. Cho con. Đang làm. Cho con. Tiếp tục trục sân hành lễ vào phía sau. Dịp lễ Tết ngày rằm hoặc mùng 1, rất đông bà con nhân dân trong xã đến để thăm viếng chùa. Những con đường xây bằng gạch mộc, được làm bằng thủ công.
con sóc. Đây là gác chuông.